Trưa ngày 29 tháng 6, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phóng điện hỏa hoạn làm một người chết xảy ra tại địa phận xóm Yên Thịnh, xã Nghi Xuân. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút sáng, chiếc xe tải gắn cần cẩu mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An chưa rõ danh tính tài xế chở đá vào bên trong công trình xây dựng ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Lúc này, phần trên cần cẩu vướng vào dây điện cạnh trạm biến áp Yên Thịnh. Do điện phóng bất ngờ nên tài xế tử vong tại chỗ, hai người làm cùng may mắn chạy thoát ra ngoài. Chỉ ít phút sau, điện phóng làm xe tải bị bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 8 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Nghệ An đã điều xe cứu hỏa tới hiện trường để chữa cháy. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định trong lúc thi công, nhóm công nhân trên bất cẩn không quan sát khoảng cách gần cần cẩu và đường dây điện dẫn đến vụ phóng điện gây ra vụ cháy.